Xin chào mọi người. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Dell Latitude 7390 2 in 1 ha. Dòng này gặp cảm ứng 360 B497 là mã mình đặt cho máy nha. Rồi mình gặp cảm ứng cho mọi người xem. Cái này thì con máy này còn khá là đẹp á mọi người, rất là chất lượng. Dòng mà cảm ứng 2 in 1 này sạc Type-C ha. Type-C sấm sét, phím đẹp, có LED phím màu đàng hoàng. Cái con máy này nó khá đẹp nha mọi người. Đây, cảm ứng thì siêu mượt mà. Màn hình của 7390 dù là cái bản mà màn không có 2 in 1 thì nó vẫn đẹp, mà 2 in 1 thì nó càng đẹp hơn nữa. Đó, mỗi cái nó cứ cái dòng này là màn nó đẹp lắm mọi người, sáng trưng luôn, rất là đẹp, xoay nghiêng xoay dọc gì đều được hết nha. Mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái cấu hình, sau đó là mình quay cái ngoại hình và mình báo giá. Cái này thì đây mọi người, khi mà mình gặp lại chế độ máy tính bảng thì hiện cái phím LED ra, cái phím ảo ra để mình sử dụng. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái cấu hình nha. Đây là Dell Latitude 7390 2 in 1, i5 Gen 8, RAM 8GB nha mọi người. SSD là 256GB. SSD mọi người có thể nâng cấp được ha. Ở đây thì cái cấu hình dành cho văn phòng, i5 Gen 8, RAM 8 là cũng ok rồi, mọi người sử dụng văn phòng là thoải mái, học hành online rồi con cái rồi học làm việc. Rồi đôi lúc làm biếng mình kéo mình lướt 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 cũng rất là tiện luôn. Mà cái 2 in 1 của 7390 là cái dòng là cực kỳ chất lượng, khá là có tiếng trong cái dòng mà đeo nó rất là chất lượng nha. Đây mình nó bền nữa, LED phím nè mọi người, đầy đủ hết. Máy là hoạt động hoàn hảo và máy thì mình thấy là tương đối đẹp. Mình nói luôn là cái này thì không có nâng cấp được RAM, mà để cho mọi người đỡ phải suy nghĩ ha. Có sao thì sẽ nói rõ ràng như vậy, mọi người cân nhắc trước khi mua. Đây là dòng 2 in 1 cảm ứng của Dell là không có nâng cấp được RAM nha mọi người. Bàn ray chuột đẹp, đẹp, nói chung là đẹp. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế nha. Dán vào là đúng khuôn luôn, 7390 này mình có cái tấm dán đúng khuôn của nó luôn. Đẹp lắm, màu chữ màu xanh màu này kia là đầy đủ hết, y hệt luôn. Nhìn rất là đẹp nha mọi người. Ở bên ngoài cũng khá là đẹp, không có bị hằn sticker hay gì hết. Vỏ đẹp nè, được phủ lớp nhung chống trơn trượt á, trên 7390. Cái con này là đẹp từ trong ra ngoài. Các ngõ kết nối, đây là có ngõ USB nè, thẻ nhớ, tai nghe. Bản lề là êm mềm, nó mượt lắm mọi người, dở ra rất là mềm. Đây ha, bên này là hai cái ngõ Type-C. Cái này thì sạc nè mọi người, sạc Type-C nha, rồi HDMI, USB. Cái ngõ kết nối thì nó tương đối đầy đủ. B497 là mã mình đặt cho máy và mình báo giá mọi người. Cái con này là 5,8 triệu nha, con 2 in 1 7390, pin trên 3 giờ mọi người thoải mái sử dụng. Rồi ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình, mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình nha.